Ui. Trời. À. Trời ơi, nó mỏi. Mỏi vậy. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Trời đất ơi. Ai ăn chuối dục tùm lum ra nhà vậy trời? Anh này thiệt tình á, ăn chuối để dục tùm lum ra. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Cái nhà gì mà như cái chuồng heo vậy nè? Trời ơi. Trời. Dạ xin lỗi anh, em lộn phòng. Ủa gì kỳ vậy? Nhớ rõ ràng phòng này là phòng của mình mà. Đây nè, đồ mình nè, đúng rồi. Đây nè, áo mình nè. Chính xác luôn. Cái thằng cha đang nằm đó là chồng mình nè. Trời ơi. Trời ơi. Nè. Tại sao vậy? Cứ để trong phòng bóng dơ như vậy hả? Thấy vợ về cũng không có thái độ gì hết là làm sao? Anh làm gì vậy? Hôm nay em giao anh nhiệm vụ ở nhà, anh làm công chuyện cho em, anh làm chưa? Hả? Làm xong hết nhiệm vụ rồi. Cái gì? Anh nói lại cụ thể từng nhiệm vụ tôi nghe coi. Giết mờ con nhím. Anh giết tôi luôn đi trời ơi. Cái gì mà giết nhím ở đây? Đâu có nhận nhiệm vụ giết vợ đâu mày nào. Nghe tôi nói gì không vậy? Nghe gì vậy? Sao không nghe gì? Nè. Bây giờ sao đây? Trời ơi. Bây giờ anh giết nhím nó xong rồi anh còn làm được cái gì nữa hả? Mua 5 bình máu. Ờ đúng rồi đó, anh đi mua máu đi, anh đi mua máu liền đi. Chứ không thôi là bây giờ tôi cắt cổ tay tôi chết tại đây cho anh vừa lòng đây nè, anh muốn không? Hả? Muốn không? Nè. Anh coi tôi không có ra cái gì hết vậy hả? Trời ơi. Để cho đồ đạc tôi lưng trên nhà vậy đó hả? Anh đang làm nhiệm vụ mì mệt quá. Cái gì vậy trời? Bây giờ là coi như là không coi vợ ra gì luôn. Bây giờ muốn lấy cái game này làm vợ, lấy nó về làm vợ đi, tôi bỏ anh đi nè. Giờ muốn không? Game đâu có lấy làm vợ được đâu. Ờ, cũng biết vậy ha, khôn á. Bây giờ tôi đếm từ 1 tới 3. Anh không bỏ game là tôi bỏ anh nghe chưa? 1 2 Ờ, ít ra phải vậy chứ. À, đau bụng quá. Ờ, đau bụng quá. Ê! Ủa gì kỳ vậy? Anh ngồi vậy là vì đau bụng chứ phải vì tôi hả? Ủa mà vô toilet tự nhiên mang cái điện thoại theo chi vậy hả? Sao tôi bất hạnh quá vậy nè? Nước cam của chị, cà phê của anh. Tối cho em ly cà phê nha. Cà phê đá hả? Cà phê đế. Ra. Bữa giờ tao để ý nghe, mày uống cà phê hơi nhiều đó. Sáng uống cà phê, trưa uống cà phê, chiều uống cà phê. Uống hoài cà phê nhiều quá không có tốt đâu nha. Làm gì mà uống cà phê dữ vậy hả? Em mới bữa nay đang cày. Cày cái gì? Mày sao xạo gì vừa thôi. Bữa giờ tao thấy mày á cứ ru rú trong nhà, có bước ra ngoài đường đâu mà cày. Anh có biết cái gì em cày game. Cái gì? Cày game. Cái thằng này. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, thời gian á thì lo làm cái này làm cái kia đi, nó có ít. Cứ tối ngày lao đầu vô ba cái game như con nít vậy đó. Nè, có việc á, cho mày làm nè. Việc gì? Việc nhẹ lương cao làm không? Làm. Nhưng mà anh nói thử việc gì coi. À, công ty tao á đang tuyển người. Yeah. Làm việc ở cao ốc 60 tầng nha. Ừ. Cần tuyển thợ lao kiến. Lao kiến hả? Ừ. Mà tao nói mày nghe, cái công việc này á đơn giản quá mà. Cứ tối ngày cầm cái khăn lào mấy cái kiến, đơn giản vậy mà tiền lương thì 5-6 triệu một tháng, quá sướng rồi còn gì nữa. Cái việc làm này không phải ai muốn làm cũng được đâu nha. Trước đây á là thằng cháu của ông phó tổng giám đốc
là nó làm rồi đó. Tự nhiên mới có tuần trước à. Bảo nhớ cái vụ Bảo không? Bảo nghe đây nè, tuần trước. À, biết nào. Rồi cái bởi gì cái nó nghỉ việc luôn. Công ty tuyển người mới. Tại sao nó nghỉ? Bảo thì sao? Đơn giản thôi, gió thổi mạnh quá nhỏ.